Dạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả thân thương của kênh Trang LTV. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 của chú anh chị, hiện bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Hôm nay là Trang quyết tâm dậy rất là sớm luôn để hưởng cái khung cảnh ở dưới quê và cái không khí buổi sáng ở quê như thế nào. Trang rất là nhớ cái hồi mà Trang đi miền Trung á, sáng nào anh em cũng dậy khoảng 4-5 giờ sáng hết, thành ra là làm được rất là nhiều việc. Xong rồi cái lúc mà mình về Sài Gòn mình đi làm á, thì đến khoảng 8 rưỡi mới đi làm lận, nên là 7 giờ ở nhà mới dậy. Thì thường thường là không có ăn sáng, thì chỉ có mua bánh mì hoặc bánh dày lấy công ty ngoài ăn thôi. Và hôm nay là tranh thủ dịp lễ 30/4, 1/5, thì Trang đang ở Đồng Tháp, nhà của bé Hoa trong chương trình Học Để Đổi Đời. Thì tối hôm qua thì Trang có ăn cơm tối ở gia đình với bé. Rồi bây giờ sáng rồi, Trang sẽ qua Trang rủ mấy chị em đi ăn sáng rồi đi thăm chợ Đồng Tháp coi như thế nào nha cô chú anh chị. Dạ, xin mời cô chú anh chị cùng theo chân Trang. Dạ, ủa anh dậy sớm vậy? Dạ chị mới vô. Ủa sao nay ba chị em dậy sớm mà bận đồ đi đâu vậy? Tính đi chợ mua đồ ăn sáng gì. Dạ, ủa chứ không ăn sáng ngoài chợ luôn? Dạ không, mua về để nấu ăn sáng. À cho chị xin phép gắn cái micro, chị quên. Dạ. Là bình thường là không ăn sáng mà mua đồ ở ngoài về nấu. Dạ đúng. Như là bữa ăn sáng, bữa ăn kiểu ăn cơm sáng. À. Bay đi làm luôn. À. Mà ăn vậy là ăn trễ không? Hôm nay về tính ăn trễ đúng không? Dạ hơi trễ. Hơi trễ đúng không? Trời, bận đồ sẵn ra đi bận gì ra chợ? Nãy tính đi bộ. Thôi hôm nay có chị Trang đi ăn ngoài luôn đi. Dạ. Nha, hôm nay con mình ăn ở ngoài luôn. Thôi, hôm qua ngủ được không? Dạ được. Dạ. Hôm qua chị với chị Nhung ngủ á, xong cứ thèm mấy món hôm qua, vẫn thèm. Mà hôm qua rất là ngon, ăn những cái món cá này nọ rất là tuyệt vời. Rồi vậy thôi giờ mình đi ra chợ đi. Mình dạ. Mình ăn bình thường là sáng mấy em là ăn gì, về nấu đâu, mua gì về nấu đồ như cá thịt gì mình nấu đồ ăn giống như ăn cơm vậy đó chị, bữa cơm coi như là một bữa cơm luôn. Dạ. Rồi giờ mình đi ra chợ đi ha. Dạ. Mình đi kiếm món nào ngon mình đi ra chợ đi đó. Nhớ đeo khẩu trang nha, giờ dịch rồi đeo khẩu trang vô rồi đi thôi. Đây đi chứ. Mon có đi không? Mấy Mon có đi không? Mon nó đang buồn ngủ quá, không chịu đi. Thì thôi, đang dịch nha nên là phải đeo khẩu trang vô. Chợ là có gần năm đã ba, chợ Thành Lợi không? Chợ Thành Lợi thì gần chị. Rồi, đi thôi. Dạ, bây giờ thì Trang nhớ lại mấy chị em sẽ đi bộ, đi ra chợ. Chỗ chợ mình là cách nhà mình khoảng 25 phút đi bộ của chú anh chị. Nhưng mà hôm nay thì mình thử luôn. Ôi cái này là gì vậy ta? Cắt cỏ cho bò ăn. À dạ. Sáng nào chú cũng đẩy nguyên xe vậy hả chú? Chú đẩy vậy sao chú đẩy nổi? Không có xe, có xe Honda. À có một cái xe phụ chứ con tưởng chú đẩy cái này là đẩy không nổi đâu. Mắc vô giống như mình xe lôi vậy á. À. Thay vì mình mua xe lôi thì người ta sẽ đóng một cái chiếc xe đẩy rồi cái ta mắc vô cái xe vậy đó. À. Rồi cái ta cột cố định lại. Dạ. Rồi ta chạy vậy thôi à. Đi bộ 25 phút là bình thường với em mà đúng không? Gần với cái tập thể dục luôn chị. Sáng mình đi chạy sớm là tập thể dục. Là sáng nào cũng đi bộ thôi chứ không đi không lấy hành xe đạp thì đâu đạp được đâu. Đúng rồi. Có mình mới Hoa đạp chứ hai chị thì không dám đạp xe đạp của Hoa. Qua nó cũng ít đi lắm chị. Ở nhà. Nhưng bình thường lúc mà đi chợ buổi sáng là ba chị em cùng đi luôn hay là chỉ có bé Dương đi thôi? Miễn nhà có em thì hai chị em đi à, còn Út ở nhà. Ủa Út là được cưng à, Út ở nhà. Đó, trong khi ba chị em đang đi đây còn bà Út bà chạy lắm thắng là của chú anh chị. Hai lần rồi. Ở đây nhà chị ở nhà chứ cái nữa đi theo ảnh không có chạy miết à, không có kiếm được đâu. Đó cảnh rất là đẹp ha, sáng sớm nắng quá đã luôn. Đây là cái trường tiểu học Thạnh Lợi, đây là cái trường mà ba chị em cùng học luôn không? Hồi đó mấy em học rất là cũ chứ không phải giờ nó mới xây thêm. Ở đó đây là trường cấp 2. Bên đó, đây nè. Trường này là mới xây nè. Đây đó là, bên đây là mới tăng trang lại chứ lúc trước nó rất là cũ, còn giải hai bên đây là cấp 2 sau này mới xây thêm á. Ở đó ở dưới này là cái ao. Có môn tin học nữa hả? Giờ có môn tin học nữa. Có rồi, giờ lớp 3 lớp 4 là bắt đầu được học tin học rồi. Học. Có học tiếng Anh chưa? Lớp 3 lắm. Học tiếng mà tiếng Anh ở đâu giờ giao tiếp với chị nữ đi nè. Thử ra tiếng một câu buổi sáng, chào buổi sáng chị nữ đi. Good morning, đúng không? Good morning. Tại sao nữa? Chị nữ ăn sáng chưa? Không, ý là giờ hỏi chị nữ á. Hỏi chị nữ ăn sáng chưa? Tiếng Anh nè. Không có ngại nha, mình chưa giỏi tiếng Anh á thì mình phải học cho mình giỏi chứ mình đừng có ngại. Ở đây đâu có giáo viên kiểu như họ
ít đi chuyên tu à. Cho nên học theo kiểu sách vở chứ không có không có thực hành nhiều không. Hay như chị nữ hôm qua là lúc mà đang ở nhà là có một bé ở nhà kế bên chạy bài, chạy vô cầm một quyển quyển tập hỏi bài chị nữ, cứ xong rồi lúc đó bé đó học lớp mấy ha? Lớp 4. Cái xong chị mới nói là thôi bé Hoa nè, bé Hoa làm lớp 6 nè, bé Hoa chỉ bài đi. Xong rồi bé Hoa biết làm bài đó không? Tại vì bài đó hồi nó ít học lắm, chỉ có học bài tỷ số phần trăm. À đó, xong bé Hoa không chỉ bài cho bé đó được, cái chị nữ phải ra tay. Chị nữ là lấy quyển sách ra ngồi kẻ ra hướng dẫn cho bạn nó cái cách làm. Em cũng hợp làm gia sư lắm á. Thử đi, thử mốt lên đăng ký mình dạy mấy cái lớp nhỏ thôi, lớp tiểu học này là thôi. Đó, mình làm gia sư cũng đỡ. Chứ hôm bữa chị Trang nghe nói là bé nữ cũng đang muốn tìm việc ở trên Sài Gòn ha. Lại muốn tìm việc part-time á hả? Dạ, lúc trước cũng có, nhưng mà không khi đi thi nên là không. Mà trước giờ em có đi làm chưa hay là bây giờ em mới mong muốn em đi làm thêm? Dạ có, em có đi làm rồi. Có nhiều mình đọc thi, kiểu bài đọc thi, nhiều môn thi quá cho em xin nghỉ. Trời ơi, bây giờ nhìn thấy cái cầu nữa của chú anh chị. Đi mới được một đoạn thôi mà chưa tới nữa. Còn phải đi qua mấy cái cầu ta, hai cái cầu. Một cây cái cầu. Mình chi cả rừng sân thì hai cây. Ôi hoa này hoa gì đẹp quá ha, màu vàng nè. Em không biết nữa. Tại hành lợi yêu màu vàng lắm. Chị thấy nãy giờ đi trên đường có hai màu vàng này quá là đẹp luôn. Hành lợi đây nó thích màu vàng. Mấy anh này anh trồng mấy cây đó đó. Với bằng lăng tím. Đó cảnh dưới quê sáng sớm à. Này là nắng. Nắng nhưng mà nó phải là nắng gắt, nắng cũng nắng sáng sớm rồi. Không có nắng gắt. Bây giờ người ta bắt đầu đi chơi đó. À giờ người ta đi chơi hả? Giờ mình mới đi ăn sáng. Nhưng mà bình thường sáng mấy chị em cũng dậy sớm, nếu mà không có việc gì làm cũng dậy sớm nha luôn. 5 giờ rưỡi là thức hết rồi chị. Wow, thức rồi làm gì? Nấu nước cho bố uống trà buổi sáng. À nấu trà cho bố uống. Rồi sao mấy chị em thì làm gì kiểu vậy thôi? Đi chợ làm đồ ăn sáng cho cha. Là coi như hết ngày rồi. Là ăn sáng xong bắt đầu ăn sáng. Sáng không thì mình làm sẽ dư hơn một túc thì để tới trưa ăn. Rồi tới chiều mình sẽ làm đồ ăn mới. Coi như là mình mua cái gì là mình nấu đó trong ngày, mình ăn hết trong ngày luôn. Đúng rồi chị, ăn trong ngày thì nó sẽ ngon hơn. Với cái nữa không có tủ để đồ ăn nữa. Đó. Ý là đi ghe đi xuồng. Thích quá, đâu đâu mình lên mình coi có hình như có cái ghe chạy kìa. Ủa cái này là ghe. Máy cắt hả? Máy cắt gặp là cứ hợp á. Người ta cắt lúa. Ôi đứng đây nhìn cái cảnh bên này đẹp quá. Đẹp ha. Nữa hả? Quá trời là đẹp. Từ đây đi đến chợ là nhà bạn em á. Như là nguyên một cái khu ở đây là đều là các bạn học chung trường với em hồi xưa. Học chung trường ở đây mà. Tại ở chơi đây thì đổ về đây học hết rồi. Kiểu một số bạn người ta không có đi học nữa. Làm phải không? Nếu gia đình khó khăn á, họ sẽ ở nhà chăm ruộng nương thôi. Có một số, tại vì ở đây người ta suy nghĩ có ít cái quan trọng việc học cho nên là một số bạn nghĩ là đi làm công ty hoặc là người ta làm máy cắt trên cái xe máy cắt của bạn em. Một số bạn thì đi học tiếp. Trời ơi, nhưng mà chị thấy nha, nếu mà mình đi bộ á, mình đi bộ ra đó là một hôm một kê rồi. Là mình hết muốn ăn luôn, hết sức luôn á. Chị đi là nó không có đủ hơi nhiều. Nên mình đi trễ hả? Nó mới nhiều vậy. Rồi thôi để Trang với lại mấy bé đi bộ nha. Gần tới thì em nhớ chia sẻ cho cô chú anh chị coi cái khung cảnh buổi sáng ở quê, ở chợ Thạnh Lợi, tỉnh Đồng Tháp như thế nào hen. Xíu nữa gặp lại cô chú anh chị. Rồi, giờ mình ăn đâu ta? Ăn mấy cái món nào mà mấy em thích á? Đây bé Út dẫn đi hả? Bé Út chọn quán phải không? Đi ăn gì ta? Cái này hả? Dạ, đây là quán Kiều Hương. Chả lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu. Dạ. Ngồi đây đi, ngồi đây đi ha. Em chào chị. Mấy bé ăn gì? Em ăn cháo luôn. Ăn bún riêu hết luôn hả? Ba tô bún riêu đầy đủ hả? Dạ, cho em hai bún riêu, một bánh canh. Dạ.
Ê, chị Trang ngồi bàn đi, chị Trang la đang cho chị mượn cái mic chứ. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ muốn chị. Em chào chị. Dạ. Mình bán những món gì vậy chị? Tiếu, bánh canh, nhiều cháo. Ồ, trời ơi, nhìn cái thịt của chị mới à không? Chị thắp nhang cho rùi mũi nó không có buồn. Chị bán đây lâu chưa? Cô phép con nhắn cái video để chị nói chị nhỏ cũng nghe nha. Sáng có mình chị bán nha, không ai phụ chị hả? Bán mình. Dạ. Chị là giỏi lắm á, bán mình là giỏi lắm á. Em bán gì? Dạ, vậy cho em hai bún riêu, hai bánh canh ha. Dạ, tôi đầy đủ hết. Đó. Ở đây chắc người ta ăn sáng sớm đó chị hả? Ăn sáng sớm. Dạ. Mấy giờ thường thường nó bắt đầu bán chị? 4 giờ mấy là em bán. Trời ơi, 4 giờ mấy là chị bán rồi, mấy giờ chị phải dậy? 4 giờ mấy là em chín rồi đó. Dạ, yeah. Nhưng mà mấy giờ là chị phải dậy chị chuẩn bị? 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi, wow. Là thì cái đó là tối là cũng phải là chuẩn bị nấu này nọ sẵn, nấu nước dùng, nước lèo sẵn rồi phải không chị? Sáng em mới nấu chị, 2 giờ rưỡi em thức dậy em bắt nước nấu. Dạ. Yeah. À chị để múc nước dùng riêng hả? Cái nồi nhỏ hả? Tại vì thằng đó nó rồi đó. À dạ. Yeah. Coi như chị có nguyên một cái nồi nước lèo bự như nè cô chú anh chị. Cái xong rồi cái chị bán đến đâu thì chị sẽ múc lên cái nồi nhỏ. À, sáng cái thằng đá còn mình nấu mình bán trong đó luôn. Dạ. Yeah. Giờ này nó tàn rồi. Yeah. Tàn thằng đá. Rồi. Đây là mình để ra cho nó nóng hơn. Dạ. Yeah. Như hâm lại nó. Mà sao hồi xưa chị quyết định chị bán bún riêu chị? Bún riêu với bánh canh. Tại tự bán vậy. Dạ yeah, thích ha, chị thích yeah. Bán cái món này. Wow, coi nhìn mấy cái cục giò nè, đã chưa? Đó. Có phèo đồ nữa. Tô đầy đủ của mình là sẽ có thịt rồi có gì chị? Là gan. Xương quanh giò chúng ăn nào cũng em để nấy à. Dạ, đầy đủ luôn. Nói chung là mà cho em 4 tô đầy đủ hết. Còn một tô của bạn quay phim thì mình sẽ kêu sau nha cho nó nóng. Đó, chị sẽ bỏ thêm hành với lại hành phi. Đó là đã luôn. Một tô vậy là chị bán bao nhiêu tiền chị? 20 ngàn thôi. Trời ơi, tô 20 ngàn mà nhiều vậy nè cô chú anh chị. Đúng là ở dưới quê ha. Ăn thả ga luôn. Đó. Giờ là bánh canh hả chị? Dạ. Hai cái nước thì nước y chang. Dạ. Dạ, nước thì nước giống nhau. Đó, giờ chị trụng nè, chị bỏ giá vô, huyết nữa. Chị bán là khoảng tầm mấy giờ là chị nghỉ gì? Em bán khi nào hết thôi. À, 4 giờ dạ. Sáng em bán khi nào hết thôi. Dạ. Ở đây thói quen ở dưới quê họ có ăn sáng nhiều không chị? Hay là họ ở nhà nấu thôi? Cũng nhầm bữa. Nhầm bữa ăn sáng nhiều, nhầm bữa cũng ít ăn. Đó, giờ chị cắt thêm gan. Quá đã. Wow, nguyên cục giò luôn. Đó, là thêm hành. Hành phi. Rồi. Thì để em bưng cho, để chị làm tiếp hai tô bánh canh ha. Tô như vậy luôn mà chỉ có 20 ngàn. Và thêm miếng tiêu nữa. Quá đẹp. Chất lượng ha cô chú anh chị. Để cho bưng ra cho mấy bé. Dạ mấy chị kêu bún riêu không ạ? Đây có bún riêu nha. Rồi để chị Trang xíu cho Trang bưng phụ của chị kia luôn. Thêm một tô nữa. Ở đây chị còn có bán mì gói nữa. Nếu mà ai mà ăn cộng mì gói á, thì mình có thể kêu. Đây một tô bún riêu nữa này. Còn tô bánh canh đại xíu nha. Thôi được rồi, ngồi đi chị bưng cho anh mẹ mà. 1, 2, 3 vô. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha. Rồi, hôm nay thì Trang được các bé dẫn đi ăn bún riêu với bánh canh. Đó. Rồi, mời các em ăn đi. Nha, đây, tô bánh canh của Trang chất lượng lắm cô chú anh chị. Không ngờ tô vậy luôn mà có 20 ngàn. Đã chưa? Miếng huyết là thịt. Quá trời chất lượng.
Giờ chị phải dắt một miếng chanh nha. Bình thường thì nhà thì các em ở nhà tự nấu rồi tự ăn ở nhà không à? Hôm nay thì Trang xuống nên là Trang rủ các em đi ăn cho nó vui, cho nó lẹ. Để giờ các em còn chưa nấu cơm trưa ăn liên hoan với nha, gia đình với ba. Dạ. Sau hoàn cảnh của bé Hoa thì Trang sẽ di chuyển qua chỗ xe đét Đồng Tháp để thăm hoàn cảnh của bé Diệp. Dạ. Bé Diệp thì hôm bữa Trang cũng có quay Học Để Đổi Đời cùng với lại sư phụ Khương Dừa. Thì Trang có hứa xuống thăm bé Diệp để gửi tiền của Mạnh Thường Quân và sửa cái cửa nhà cho bé Diệp. Từ đây qua xe đét xa không ta? Xa. Bữa giờ Trang nhớ là chị Trang phải đi qua cái phà á. Chị đi tầm 3 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Ui dữ vậy. Phải có, nếu mà chị đi phà, còn mà đi qua cầu thì cũng 2 tiếng. Ồ, trời sao ta? Đi do phà chị chở á. Chào phà đó nghe, mỗi lần đi là có 25 đến 30 phút mới có cái phà. Tại nó đợi đông. Cái gì Trang sẽ mấy hơn giấy? Đông xe luôn. Kêu một chiếc, hai chiếc người ta chở qua cái sông lớn vậy dạ, là ta sẽ tốn xăng mà mình lấy có 10.000 mình, 5.000 mình một người nó ít lắm. Tầm thì có khoảng 25-30 phút. Cho nên nếu mà đi tàu cũng xa nhé. Đi bộ xong giờ càng khát nước quá. Rồi mời cô chú anh chị bé nữ ăn đi. Mời bé nữ nha, mời cả nhà. Dạ, tô quá là chất lượng. Lâu lắm rồi chị Trang mới ăn sáng vậy á. Thường là bánh mì, bánh dày không? Ừ. Nhờ mấy bé mà chị Trang mới có cơ hội ăn. Thường anh phô dắt. Rồi chở anh phô dắt đó. Ta sẽ để vô bánh tiêu á. Sao đây bán ngon bằng chị hai nấu không? Ngon không? Em ăn hết tô này không? Mình em ăn hết tô này không? Không biết nữa. Dạ hả? Châu ăn hết rồi tại dạ. Ăn hết chứ, ăn hết cho màu lớn chứ bé nhỏ xíu à. Chị ép lắm em mới ăn được hơn một nửa phần tô. Dạ. Chứ tối qua ở nhà ăn cũng quá chị cuốn. Cuốn nào cũng lấy bự được bự. Xong rồi các em ra chợ em mua đồ ăn để nấu buổi trưa. Buổi trưa em đính mua gì? Sáng cũng đông ha, quán cũng rất là nhiều cô chú anh chị dậy sớm để ăn sáng. Giờ là ít hơn chị. Chị đi như càng tối tớ em 4:30 nữa. Mấy anh chú đi bộ đồ tập thể dục rồi nè. 4:30, 5:30 nha. Ngon quá. Lâu rồi mới được ăn sáng nha. Nóng hổi. Hồi chị đi miền Trung mới phải dậy sớm. Dậy sớm thì là sớm lên 4:30-5 giờ là phải dậy rồi. Mà lúc đó đâu có quán nào mở đâu. Chị có quán phở mở. Đứng nguyên một thời gian đó. Gần mấy tháng trời á, tụi chị chỉ ăn phở thôi. Lắm nào mà tụi chị bé ám ảnh luôn. Chị lúc đó chỉ thèm cơm hay là nếu mà kiểu chọn phở với mì gói, tụi chị sẽ chọn mì gói đó, chứ không ăn phở. Em đi làm thường nếu mà thức sớm có điều kiện chút thì mì gói, không có điều kiện chút thì chạy ra ngoài mua xôi dắt á. Cũng 5.000 rồi. Nó ăn lót dạ tới khoảng 11 giờ là có ăn cơm trưa. Mà giờ mình ăn vậy xong mình đi bộ về là mình hết cái tô rồi đó. Tôi nó còn nóng hổi, ăn ngon. Bé Hoa là phải đang ăn nhiều vô, chưa ấm nhất à. Chị nữ cũng vậy nè, chị Dương cũng vậy. Dạ, đúng nhon không chị? Dạ thôi đến đây thì Trang xin phép tạm dừng clip này. Hôm nay là ngày 1 tháng 5, kính chúc cô chú anh chị sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ thật là vui với lại gia đình của mình. Dạ bây giờ thì bốn chị em sẽ tiếp tục ăn sáng với lại để bằng quay phim ăn sáng nữa. Rồi sau thì Trang sẽ có một món quà đặc biệt dành tặng cho bé Hoa nhờ bí mật. Clip sau Trang sẽ công bố nha. Dạ tạm biệt cô chú anh chị. Bye bye.